vô bọc đi thì biết. Giới thiệu đây là cây cốc Thái được ôm từ hạt tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống ở huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Cốc Thái là giống cốc mà cây nó nhỏ thôi, nó lùng lùng là nó có trái rồi, chứ không có cần phải cao như là cốc ta, như là cốc Việt Nam.